xăm xăm bán thiệt chạy. Mua hôm nay ôm qua liền, anh mua hôm sau rất thiệt thòi. Nào là áo sơ siêu xinh, Facebook, Insta, màu màu selfie, đăng hình xinh lung linh. Hay anh còn đang lượng lự chiếc áo sơ plus ở bên đây. Mua hay không mua, không mua hay mua nói một lời. Bên đây hay kia chỉ mơ. Đổi người mới. Anh muốn mua nói đi ngại gì. Áo sơ cơ bản đã đẹp, nhưng áo sơ plus những hận nhà. Chỉ cách nhau 2 triệu đồng, nâng cấp đáng kể đến bất ngờ. Jack like that.